Quý vị nào đi tàu về quê ăn Tết xin hãy lưu ý, vé tàu có thể sẽ được giảm tới một nửa so với bình thường. Thông tin mới được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra. Cụ thể là hành khách đi tàu từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 có thể được giảm 50% giá vé. Trong đó, ở phía Nam, ngành đường sắt sẽ triển khai chương trình 6.000 vé giảm giá 50%. Vé này áp dụng cho khách đi các đôi tàu Bắc Nam có cự ly 500 km trở lên và các đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết. Còn tại phía Bắc, cũng trong thời gian đó, khách đi tàu Thống Nhất hoặc các đoạn tàu từ Hà Nội đi Vinh, Hải Phòng, Lào Cai cũng được hưởng chương trình giảm giá vé tương tự. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi này thì khách cần mua vé trước khi tàu khởi hành từ 2 ngày trở lên.